chào tất cả anh em, mình là Irene đến từ Quay 68 TV. Gần đây thì hẳn là anh em cũng đã nghe rất nhiều về những tựa game đang cực kỳ hot và đặc biệt là có thể chơi ngay trực tiếp ở trên ứng dụng Telegram của anh em đúng không nào? Những tựa game này thì đang là những cái tên tiên phong trong một xu hướng mới mà mình tin là đang cực kỳ tiềm năng ở trong tương lai, đó chính là trend play to airdrop. Vậy thì còn X thì sao nhỉ? Một cộng đồng crypto cực kỳ lớn và phủ sóng ở trên toàn cầu thì liệu có phải một mảnh đất màu mỡ cho những tựa game play to airdrop hay không? Trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ giới thiệu cho anh em một tựa game chơi ngay trực tiếp ở trên X, đó chính là game Pirate Battle. Một game có cực kỳ nhiều điểm thú vị và đặc biệt là có tiềm năng kiếm được tiền cho anh em. Ok, còn bây giờ thì hãy cùng Irene đi tìm hiểu về tựa game này ngay thôi nào. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe Coi 68 TV và ấn vào nút chuông nhỏ ở phía bên dưới màn hình để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Đầu tiên thì anh em hãy cùng Irene tìm hiểu về mô hình cũng như lối chơi của game Pirate Battle nhé. Pirate Battle thì là một game được xây dựng và phát triển ở trên Asian Exchange. Hiện tại thì dự án này đang ở trong giai đoạn testnet. Anh em hiện tại thì đã có thể tải tiện ích của game này và bắt đầu chơi bằng các thiết bị như là máy tính PC hay là laptop. Theo chia sẻ từ phía dự án thì mô hình của game này sẽ khá là đơn giản. Về cơ bản là anh em sẽ có những cái lượt quay may mắn để có thể thu thập được tiền và vàng. Với số lượng vàng này thì anh em có thể đem đi xây dựng và nâng cấp những cái thành phần ở trên đảo hay là island của anh em. Bên cạnh đó thì anh em cũng có thể quay ra được các lượt, thứ nhất là attack tức là tấn công, thứ hai là shield là phòng thủ và thứ ba là steal tức là cướp. Và ngoài ra thì anh em cũng có thể quay ra được thêm lượt spins, tức là tăng thêm lượt quay cho anh em. Theo mình thấy thì điểm thực sự hấp dẫn của game này chính là đến từ việc anh em có thể quay ra được các lượt attack hay là steal để có thể tấn công, cướp bóc tiền vàng từ những hòn đảo của mọi người xung quanh hay là của bạn bè anh em. Chính cái sự tương tác này thì sẽ giúp cho game thu hút và tạo ra sự liên kết giữa những người chơi với nhau. Và đặc biệt là anh em còn có thể làm được tất cả những điều trên ngay ở trên X, một ứng dụng, một mạng xã hội có cộng đồng crypto cực kỳ đông đảo. Nghe tới đây thì hẳn là nhiều anh em sẽ thấy khá là quen thuộc đúng không nào? Chính xác, lối chơi của game này thì khá giống với một tựa game đã từng làm mưa làm gió ở trên Facebook của chúng ta ngày xưa, đó chính là Pirate King. Với lối chơi rất là đơn giản nhưng mà lại bánh cuốn và khả năng chia rẽ cực kỳ cao thì Pirate King đã thực sự trở thành một cơn sốt lớn và thu hút được số lượng người chơi khổng lồ. Mình còn nhớ là vào khoảng cuối cấp 2, đầu cấp 3 của mình thì xung quanh mình ai ai cũng chơi tựa game này. Ở trên Facebook thì share hàng loạt những status, meme hay là ảnh chế liên quan đến trò chơi độc đáo này. Gần chục năm sau thì giờ đây chúng ta có Pirate Battle, một tựa game có ý tưởng tương tự như vậy nhưng mà giờ đây thì game được build ở trên mạng xã hội là X và có thêm yếu tố blockchain cũng như là hệ thống tokenomics và có khả năng kiếm ra tiền. Nghe khá là hấp dẫn đúng không anh em? Rồi, bây giờ thì Irene sẽ chia sẻ cho anh em về cách kiếm tiền ở trong game này như thế nào nhé. Hiện tại thì ở trong phiên bản của game thì chúng ta sẽ có hai loại tiền tệ chính. Thứ nhất là PBT và thứ hai là Gold. Trong đó thì Gold sẽ là token in-game dùng để nâng cấp các trang thiết bị cũng như là công trình ở đảo của anh em. Còn PBT hay là PBT thì sẽ là token chính của game này, có thể dùng để giao dịch đa phần các tài sản ở trong game, ví dụ là để nâng cấp NFT này hay là mua lượt spin chẳng hạn. Đây cũng sẽ là token reward, tức là phần thưởng sau này nếu như anh em chiến thắng ở trong game. Và token này thì sẽ có thể mua hoặc là bán hoặc là trao đổi với nhau. Và nhiệm vụ chính của chúng ta ở trong game này đó chính là kiếm được những cái đồng PBT này. Hiện tại thì ở trong game Pirate Battle, anh em có thể kiếm được token PBT bằng hai cách như sau. Thứ nhất là anh em sẽ spin, tức là quay để nhận được một số lượng PBT ngẫu nhiên rơi vào trong vỏ sò của anh em. Thứ hai là anh em sẽ đi cướp bóc PBT bằng việc là đi attack ở những đảo của người khác. Lưu ý là attack chứ không phải steal nha anh em. Một lưu ý cực kỳ quan trọng ở đây mà mình muốn nhắc nhở anh em nếu như anh em muốn rút được cái số lượng token PBT này ra thì anh em sẽ cần phải cố gắng giữ cho đảo của anh em an toàn trong vòng 3 ngày. An toàn ở đây tức là không bị tấn công, không bị mất các công trình thì anh em mới có thể rút được cái phần token PBT này ra nha anh em. Hiện tại thì đội ngũ của Pirate Battle đang chạy một chiến dịch reward cho giai đoạn testnet khá là hấp dẫn. Khi mà anh em tham gia chơi để trải nghiệm cũng như là giúp đánh giá và cải thiện game này và đạt điểm nằm trong top 100 leaderboard thì anh em sẽ có thể nhận được một NFT Island Tier 2. NFT Island này thì sau khi manage anh em sẽ phải bỏ tiền ra để nâng cấp, để mua và chắc chắn là sẽ có giá trị và có thể trao đổi sau này. Còn nếu anh em nằm trong top 500 thì anh em sẽ có được quyền truy cập vào bản beta sớm hơn người khác.
Trong beta thì anh em cũng phải bỏ tiền ra để chơi nên là quyền truy cập này cũng sẽ rất là quan trọng nha anh em. Và chắc chắn thì khi tham gia testnet thì anh em sẽ được hoàn toàn trải nghiệm một cách miễn phí và học được những cái kỹ năng quan trọng giúp anh em có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi mà game chính thức mainnet. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về roadmap cũng như là những update của Pirate Battle trong thời gian tới nhé. Trước mắt thì theo Irene tìm hiểu thì game sẽ có 3 phase chính. Thứ nhất là testnet sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 3 cho đến 7 tháng 4. Tức là khi Irene đăng video này thì sẽ còn khoảng đâu đấy 1 tuần thôi để anh em có thể trải nghiệm testnet. Thì ở trong phiên bản testnet thì anh em sẽ có lượt spin và NFT sẽ được miễn phí. Thứ hai là giai đoạn beta mainnet sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 cho đến 7 tháng 5. Ở đây thì NFT sẽ được mint free, còn lượt spin thì sẽ được free 100 lượt mỗi ngày. Còn nếu anh em muốn có hơn 100 lượt này thì anh em sẽ phải trả một phần phí. Tuy nhiên thì phần phí này sẽ được trả lại nếu như anh em đạt được một số điều kiện nhất định. Và ngoài ra thì trong bản beta mainnet cũng sẽ có thêm một số tính năng đặc biệt, ví dụ như là một số pool phần thưởng dành cho top những người tham gia tích cực nhất này, những người referral nhiều nhất, cũng như là những top những cái đảo mà có thứ hạng cao nhất. Và ngoài ra thì sẽ có thêm cơ chế guild. Ở thông tin chi tiết thì mình sẽ update thêm cho anh em ở những video sau nhé. Giai đoạn thứ 3 là Official Mainnet sẽ bắt đầu từ 7 tháng 5 trở về sau. Khi này thì NFT tier 1 vẫn sẽ free, còn lượt spin của anh em thì sẽ tốn tiền. Lúc này thì anh em có thể spin bằng token của Pirate Battle là PBT nha. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu xong thì bây giờ Irene sẽ cùng anh em trải nghiệm và hướng dẫn anh em cách chơi game Pirate Battle ở giai đoạn testnet nhé. Ok, ở phần quay màn hình này thì có thể là mình đang quay ban đêm cho nên là giọng của mình sẽ hơi khác một xíu. Nếu mà anh em cảm thấy âm thanh nó có chút gì khác biệt thì anh em có thể bỏ qua giúp mình nhé. Như anh em có thể thấy trên màn hình thì mình đang ở trên giao diện chính thức trang chính của Pirate Battle ở trên X. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải game và chơi game nhé. Anh em ấn vào đường link ở đây này. Mình sẽ để đường link này ngay bên dưới phần mô tả và bình luận nhé. Game này thì là một tiện ích mở rộng ở trên Chrome và được tích hợp sẵn vào X nên anh em ấn thêm Chrome vào đây là được. Rồi ấn thêm tiện ích này. Đó. Rồi anh em nhớ là ghim lại nha. Rồi anh em ấn vào và chọn sign in ở đây. Ứng dụng này thì sẽ trực tiếp đăng nhập bằng X của anh em. Rồi mình sẽ ấn authorize app ở đây. Đó. Khi mà mình thấy hiện ra một cái ô tròn và có mở ra có game ở đây thì tức là mình đã đăng nhập thành công rồi nha. Bây giờ để chơi game này thì chúng ta sẽ cần phải có hai loại token là ETH Sepolia và token A8 Testnet. Bằng cách là chúng ta sẽ ấn vào shop ở đây và forset hai token này. Đó, anh em khi ấn vào thì sẽ có một cái hướng dẫn khá là chi tiết. Bước 1 thì anh em sẽ cần phải có ETH ở trên ASIANX Testnet dựa vào cái hướng dẫn ở đây này. Anh em có thể forset bằng hai cách là ở trên Alchemy và Quicknode. Rồi mình sẽ chọn thử Alchemy nha. Ở trên Alchemy thì anh em sẽ cần phải đăng nhập này. Nhưng anh em nào đã đăng nhập rồi thì có thể bỏ qua bước này. Sau khi đã đăng nhập thành công rồi thì mình sẽ forset được Ethereum bằng cách là anh em sẽ lấy địa chỉ ví MetaMask của anh em. Rồi sau đấy anh em điền vào khung ở đây. Rồi anh em nhớ tích reCAPTCHA đây nha. Rồi anh em chọn vào Send Me ETH ở đây. Tiếp theo thì anh em sẽ cần phải có ETH ở trên A8 Chain. Mình sẽ ấn vào mục Bridge ở đây để bridge qua. Anh em nhớ là phải kéo xuống dưới nha, đừng chọn vào Mainnet này nha. Anh em nhớ chọn vào phần ASIANX Testnet Bridge này thì mới có thể bridge qua được này. Đó, mình sẽ chọn Native Bridge ở đây. Sau đó thì mình sẽ connect ví trước này. Nhớ là connect cái ví lúc nãy mà anh em vừa forset được này. Rồi ấn kết nối ở đây. Đó, sau đấy thì anh em chọn vào Sepolia ở đây nha. Rồi ấn chuyển mạng. Hiện tại thì mình đã forset được 0.5 ETH. Thì mình sẽ gửi số lượng ETH này qua A8V2 Testnet bằng cách là mình sẽ nhập cái số lượng vào. Nãy mình đã nhận được 0.5 thì mình bây giờ sẽ gửi 0.45 đi, để lại một phần làm phí nhá. Rồi sau đấy mình ấn Deposit ở đây. Và anh em có thể thấy là mình đã nhận được 0.45E, tức là khoảng 1.600 đô ở trên A8 Testnet. Anh em lưu ý là Testnet thôi nha. Bây giờ thì mình sẽ cần phải gửi cái số lượng ban nãy vào trong ví của Pirate Battle. Anh em sẽ copy cái ví này vào này. Rồi sau đấy anh em sẽ quay lại MetaMask và anh em chọn gửi ở đây. Rồi anh em sẽ dán ví vừa nãy vào này. Đó, mình sẽ chọn 0.4E nhá. Lần tiếp theo xác nhận và trở gửi số lượng ETH vừa nãy vào là xong. Đó, khá là nhanh.
Rồi, ok. Sau khi mình đã faucet được cả ETH ở trên Sepolia cũng như là ở trên A8 testnet rồi thì mình sẽ quay lại game và mình sẽ faucet token PBT ở đây. Mỗi ngày thì anh em sẽ có thể nhận được 5.000 PBT bằng việc request faucet, ấn vào request ở đây. Tiếp theo thì anh em sẽ mint NFT. Hiện tại thì các NFT sẽ free mint nha. Anh em chọn yes ở đây. Bước đầu tiên á, là anh em sẽ phải đặt tên cho đảo của anh em. Mình sẽ đặt tên là Irene, là chữ E đi ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ thử quay lần đầu này. À, hiện tại thì mình đang không đủ PBT cho nên là chúng ta sẽ cần phải thêm, nạp thêm PBT ban nãy vào trong ví này. Anh em sẽ ấn Max ở đây này và ấn Deposit là sẽ nhận được cái số lượng token PBT này. Đó, vậy là mình đã nạp thành công rồi. Đó, hiện tại mình đang có 35 gold và 5.000 PBT ở đây. Nếu mà mình kiếm được thì số lượng PBT sẽ rớt vào trong vỏ sò này. Rồi, bây giờ mình sẽ thử quay nha. À, mình đã trúng được một khẩu đại bác. Khi mà anh em có một hàng 3 đại bác này thì anh em sẽ nhận được một khẩu đại bác và anh em có thể đi bắn đảo của những người xung quanh. Mình sẽ thử bắn. Ok, mình đã kiếm được 31.000 vàng. Rồi, mình ấn quay lại này. Nó tiếp theo mình sẽ spin một lần nữa xem ra gì ha. À, lần này thì mình sẽ được một free spin, một cái shield và một lượt steal, tức là mình chưa có một cái hành động cụ thể nào nhưng mà mình sẽ được nhận 28 đồng PBT nha anh em. À, và mình sẽ nhận được một lượt free spin từ cái cỏ 3 lá, cỏ 4 lá này. Rồi mình sẽ tiếp tục spin thôi, mình đang được một lượt miễn phí này. Wow, mình đã được thêm 2 lượt. Rồi, khi mà anh em có 3 cái khiên á, thì tức là anh em đã có một cái giáp để bảo vệ. Khi nào mà xuất hiện 3 cơ chế giống nhau, ví dụ 3 súng này hoặc là 3 khiên thì anh em sẽ được một lượt hành động nào đó. Hiện tại thì mình vẫn đang có một lượt free spin ở đây và mình sẽ được cộng thêm một lượt nữa sau khoảng hơn 48 gần 50 phút nữa. Rồi mình sẽ ấn spin tiếp tục ở đây. Rồi mình lại có thêm một shield nữa. Và hiện tại thì mình đang có 2 trên 3 shield. Nếu như anh em có đủ 3 shield, tức là 3 khiên này thì anh em sẽ có full giáp cho đảo của anh em. Rồi mình sẽ tiếp tục spin này. Đó, vậy là mình đã có đầy đủ 3 cái khiên rồi đó anh em. Rồi, từ đoạn này thì mình sẽ nhảy góc sang những cái phần quan trọng của game để giới thiệu cho anh em để video đỡ dài nha. Rồi, ok, mình đã nhận được cái steel này ở đây. Đây, mình sẽ hướng dẫn em cách xài cái steel này nha. Anh em sẽ được lựa chọn một trong 3 đảo này này. Bây giờ mình sẽ thử lựa chọn đảo này nha. Đó, đảo này là đang có 6,8 điểm vàng này. Nó là chỉ cần một lần thôi là mình đã kiếm được 6,8 triệu vàng luôn nha anh em. Rồi, ok, bây giờ thì mình đang có đến tận 8,3 triệu gold và hơn 3.000 PBT. Khi mà anh em có được một số lượng vàng và PBT nhất định thì anh em có thể nâng cấp đảo của anh em bằng cách là ấn vào cái nút Islands ở đây này. Đó, thì mình sẽ có thể nâng cấp từng cái công trình này với cái số lượng level ở đây và số tiền sẽ tốn tiêu tốn đây. Đấy, số tiền này thì sẽ là số gold nha anh em. Khi mà anh em nâng cấp hết tất cả những công trình này lên level 1 năm á, thì anh em sẽ có thể nâng cấp toàn bộ đảo của anh em lên. Rồi mình sẽ skip các cái phần sau để cho nó nhanh hơn chút để mình có thể nâng cấp đảo luôn nha anh em nhé. Vậy là mình đã nâng cấp xong rồi. Sau đó thì anh em ấn nâng cấp vào đây thì anh em có thể thấy á, khi mà nâng cấp từ tier 1 lên tier 2 á, thì anh em sẽ được có thêm giáp. Đó, khi mà nãy mình quay được rất nhiều giáp đúng không, nhưng mà mình không có nơi để chứa đi thì mình sẽ cần phải nâng cấp lên để có thể bảo vệ được tài sản và đảo mình tốt hơn. Và khi mà nâng cấp như vậy á, thì mình sẽ tốn 500.000 gold. Cái gold này thì khá là dễ kiếm thôi nên không cần quan tâm lắm. Tuy nhiên cái số lượng PBT này á, thì không có sẵn và không có nhiều, cho nên là anh em nên giữ lại 3.000 PBT á, là để nâng cấp cái Iceland này. Rồi đó, vậy là anh em đã nâng cấp lên được tier 2. Và mỗi khi mà anh em nâng cấp lên được như vậy á, thì anh em sẽ kiếm được thêm nhiều những cái giáp để bảo vệ đảo hơn. Tức là sẽ có thể giúp cho anh em giữ cho cái đảo của anh em sống sót lâu hơn. Đó, hiện tại để muốn nâng lên level 3 và có 5 giáp thì anh em sẽ cần phải tốn thêm 1 triệu token gold này và 4.000 PBT nha. Ok, ngoài những cái tính năng chính kể trên á, thì
Ở trong game này sẽ có một vài những cái tính năng khác nữa mình muốn chia sẻ cho anh em. Thứ nhất là về phần Daily Reward này thì sẽ giống như là những cái phần thưởng check-in. Mỗi ngày anh em vào đây check-in thì sẽ nhận được vàng hoặc là những cái lượt free spin chẳng hạn. Thứ hai là quest ở đây là những cái nhiệm vụ mà anh em cần làm. Mỗi khi làm xong một cái nhiệm vụ này thì anh em sẽ nhận được vàng hay là lượt free spin như ban nãy. Sẽ có hai loại nhiệm vụ là hàng ngày hoặc là hàng tuần, anh em có thể tìm hiểu thêm ở đây. Thứ ba nữa là Lucky Wheel. Lucky Wheel này thì cũng sẽ là những cái lượt quay may mắn để anh em có thể quay ra những cái phần thưởng cho anh em thôi. Ngoài ra có một cái khá là đặc biệt và khá là quan trọng đây mình muốn chia sẻ kỹ cho anh em, đó chính là cái vòi sò ở đây. Như mình đã nói ban nãy thì khi mà anh em quay ra những cái phần thưởng thì sẽ nhận được một số cái phần token PVT đi rơi vào cái vỏ sò này. Thì khi mà ấn vào đây anh em sẽ thấy là cái số ngày anh em cần còn lại để mà có thể rút ra được cái số lượng PVT trong này. Anh em sẽ cần phải sống sót, giữ cho cái đảo của anh em an toàn trong vòng 3 ngày liên tục. Như của mình ở đây á, là mình sẽ còn cần đến 2 ngày 22 tiếng nữa thì mình mới có thể rút được cái số tiền ở đây. Đây sẽ là cái token như mình nói có thể trao đổi mua bán sau này và sẽ có giá trị. Và anh em hãy lưu ý là mục tiêu của game ở thời điểm hiện tại á, chính là có thể giữ cho đảo bình yên để có thể rút được cái số lượng token này ra. Cho nên là anh em hãy cố gắng quay xây dựng đảo, nâng cấp đảo để có thật nhiều lá chắn bảo vệ đảo cho anh em nhé. Ngoài ra thì anh em có thể thấy một cái thanh menu ở trên này, đây sẽ là những cái thông tin chính của anh em. Ngoài những cái tính năng mà mình vẫn nói ban nãy thì chúng ta sau này sẽ có một số những tính năng như là shop này, history, leaderboard, news. Leaderboard này thì anh em có thể check thêm ở trong trên trang X của dự án rồi. Ngoài ra thì anh em sẽ có một vài tính năng khác như là khi mà có beta thì chúng ta sẽ có thể mời bạn bè này, hoặc là ở friend ở đây là một tính năng rất là hay, anh em có thể nhập tên Twitter bạn bè anh em vào đây để kết bạn này, hoặc là trả lời friend request cũng như là kết bạn với những người xung quanh bằng mục sắc chat ở đây, hoặc là kết bạn với những người đang chơi chẳng hạn này, ví dụ mình có thể gửi lời mời kết bạn đó rồi. Ok, ngoài ra ngoài cái phiên bản ở trong cái cửa sổ mở này ra thì anh em hoàn toàn có thể chơi ngay trên X đây. Ví dụ mình có thể demo cho anh em là khi anh em đi ra ngoài thì anh em sẽ có thể thấy những cái sticker ở đây. Em ấn vào thì đây chính là sticker của game. Đó, ví dụ như đây là khi mình ấn vào đây là mình đã nhận được 5 lượt attack ngay trong game ở trên này luôn, anh em thấy không? Đó, hoặc là đây mình có thể làm một số những cái nhiệm vụ này. Ví dụ anh em có thể trả lời với một text là hashtag pirate battle thì anh em sẽ nhận được một phần quà. Đó, sau đấy mình ấn mở ở đây, đó là mình nhận được một cái lá chắn, một cái defender ở đây. Đó, game rất là hay đúng không anh em? Anh em cứ lướt như vậy là sẽ có rất là nhiều những cái sticker ở đây để anh em có thể bấm vào nhận thưởng hoặc là chơi game ngay ở trên chính cái tựa game Pirate Battle này. Chính vì những cái tính tương tác rất là cao cũng như là rất là nhiều cái tính năng mới hay ho vẫn còn được đăng update thêm á, thì mình tin rằng tựa game này sẽ còn rất là nhiều thứ để anh em có thể trải nghiệm thêm. Hiện tại thì video đã hơi dài rồi cho nên là mình sẽ để phần trải nghiệm thêm cho anh em ở những video sau nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi đánh giá và tổng kết những điều mà mình rút ra từ tựa game Pirate Battle này. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi đánh giá tựa game này nhé. Sau khi tìm hiểu cũng như là nghiên cứu những thông tin về game và trải nghiệm game này ở phiên bản testnet thì mình có một số tổng kết và đánh giá như sau. Thứ nhất là game thì có một đồ họa bắt mắt và lối chơi đơn giản nhưng mà rất là cuốn hút, tạo ra cho người chơi rất là nhiều cảm xúc. Ví dụ như là anh em có thể vui khi mà spin được nhiều vàng hay là nhiều token PVT, hay là anh em sẽ có thể cảm thấy tức giận hoặc là thậm chí là cay cú khi mà đảo của anh em mới xây ngày hôm qua mà hôm nay nó đã biến thành cái sân bay Tân Sơn Nhất rồi chẳng hạn. Thứ hai nữa là game này thì có một đặc tính tương tác rất là tốt. Khi mà xây dựng ở trên các nền tảng mạng xã hội có đông người dùng như là X á, thì game sẽ có khả năng viral và tạo trend rất là lớn. Và thứ ba thì mình thấy là cơ chế token của game thì khá là hợp lý, có khả năng kiếm tiền và nhận airdrop cho những người chơi sớm. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho anh em về tựa game Pirate Battle. Như mình chia sẻ thì hiện tại chiến dịch leaderboard của testnet vẫn đang diễn ra và có rất nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho anh em. Nếu như anh em tham gia sớm tựa game này thì ngoài nhận được giải thưởng của testnet thì anh em còn có cơ hội nhận airdrop từ cả Pirate Battle nữa. Mình sẽ để đường link ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em. Sau khi game chính thức ra mắt mainnet thì mình sẽ làm thêm những cái video update những cái tính năng mới cũng như là chia sẻ cho anh em những tips hữu ích khi mà anh em chơi game này. Nếu như anh em có những câu hỏi nào thì có thể để lại ở phía bên dưới phần bình luận cho mình nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video này và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye.